Trung Quốc hiện đang phát triển lò phản ứng hạt nhân nhỏ nhất thế giới có thể được lắp đặt trên các đảo ở vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp. Tin cho hay, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang nỗ lực để chế tạo ra các khối ắc quy hạt nhân gọn nhẹ trong vòng 5 năm tới. Lò phản ứng làm mát bằng chì sẽ có thể sinh ra công suất 10 MW, cung cấp đủ điện cho 50.000 hộ gia đình và hoạt động lâu hàng thập kỷ mà không cần tái nạp nhiên liệu. Có tin là Trung Quốc dựa vào thiết kế sử dụng trên các tàu ngầm của Liên Xô thời những năm 1970 để chế tạo lò phản ứng loại này. Với kích thước dài 6,1 m và cao 2,6 m, các lò này có thể đủ nhỏ để lắp bên trong một tàu chở container. Điều này có thể sẽ giúp cho các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tiến hành các hoạt động mạnh bạo hơn ở Biển Đông. Tại vùng biển này, Việt Nam, Philippines và một số nước khác cũng đòi chủ quyền và có tranh chấp với Trung Quốc. Một nữ giáo sư là phát ngôn viên của Viện Công nghệ An toàn Năng lượng Hạt nhân thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nói một phần tiền tài trợ cho dự án là của quân đội. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc hy vọng rằng công nghệ lò phản ứng loại nhỏ này sẽ phục vụ dân sự và đó cũng là mục đích trên hết của họ. Nữ giáo sư nói thách thức đặt ra là thuyết phục mọi người rằng công nghệ này an toàn. Giả định nếu một trong những lò này gặp sự cố do sóng thần hay bão, chất thải phóng xạ có thể lan khắp thế giới do dòng hải lưu mạnh đưa đi.